thì xấu xấu xấu. Đó là một từ, đúng là xấu, đó là đen. Không phải tôi ha, không phải tôi. Đây là một bức kỳ xấu. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão. Chào toàn thể anh em đã đến với kênh của Miu Da Thanh nhá. Hôm nay tôi sẽ làm một video về lồng tiếng người que tập đầu. Thật đấy, bây giờ bắt đầu nha. Tôi vừa nghĩ là mình con tàu chứ. À, con người que. Mẹ nhá. Mẹ nhá. Mẹ nào. Mày chắc chứ? Vâng, chúng tôi đã mua một cái mới. Tất cả người quen đều tự làm. Để tiếp thôi. Lại nhắn cái thằng lói cu này. Nhắn khiếp thế. Mày có suy nghĩ lại không? Tất nhiên 3 năm trước chả có chuyện gì xảy ra cả. Cu, dạ. Tôi cho mẹ ạ. Ok mẹ ạ. Okay. Lên. Vâng mẹ ạ. Chờ tí. Tưởng bố mày là tượng hả? Đi thôi. Đi hiểu tí. Ở chỗ nào vậy? Chỗ nào kìa. À chạy nhanh. Chúng ta hoa ta đến lại rồi. Ok. Tôi phải đi. Thôi đồ rồi. Chờ tôi. Đây thằng nó đi rồi. Nhảy lên là sao à? Đấy. Đấy. Qua trang tắt kia thôi. Đấy. Ở chỗ nào? Ê cụ đánh nhau không? Ơ không. À thì là đánh nhau. Mở cửa ra. Xem. À đâu. Đâu cái ít đâu. Đâu. Thằng này người ta chấp hết. Dễ đi. Vỡ đầu này. Vỡ cái ấy này. Vui thế. Mình cũng phải thử. Nhưng mà là sao vào được trong. À cứng. Rồi kéo cái này qua. Wow. Rồi dùng một chiêu đầu của mình. À đâu. Rồi thằng nào ở dưới này. Rồi xuống thử. Ái chà. Thì ra thằng cam. Đồng người đấy mà. Không là một stick với nhau cả. Ấy, ở ngoài có gì không? Ui, tao sợ, tao sợ. Thôi mày ra trước đi. Mày ra đi. Thôi mà. Anh em cùng nhau ra hết đi. Thôi. À. Mày bị sao ấy? Ngoài đó có gì đâu. Người ta bước ra này. Đây. Thấy chưa? Đi ra ngoài, quẩy đi. Hôm nay thứ mấy vậy? Thứ bảy. Vậy hôm nay thứ bảy đi vào ba nhỉ? Đi. Thôi, vào Facebook đi chứ vào ba còn đấy không? Rồi. Nó phải là kéo xuống. Ê, xích này. Buồn. Thôi cho nó vui tí. Nó vui đây nè. Ê. Đất ghê. Nhịn từ lâu lắm. Chạy nhanh lên đi, thằng đó đến kia. Quá, tụi bay hết luôn. Nhanh lên, đừng có làm gì. Thì là mày cứt cũng được, nghĩa sao là tụi mày không mất rồi. Ê anh ơi, loạn rồi. Tụi mày chạy đi. Nhanh lên. Bạn tao. Không, có thằng đó, mình mất cái này. Rồi, có thằng loài kia ấy ra nữa. Quá luôn. Quá luôn. Cho bị mất. Mày đã
là mắt bạn tao. Bây giờ mày cũng muốn là mắt tao. Online. Wow, mày đã làm thế ư? Tao sẽ xóa cái bạn mày. Cái gì thế? Không phải tôi. Đúng là một kẻ thua cuộc. Không, thắng thắng cuộc. Cái gì thế? Không phải tôi. Đúng là một kẻ thua cuộc. Không, thắng thắng cuộc. Chết đi. Không, sống sống sống. Đúng là một kẻ đúng là xấu, rất là đẹp. Không phải tôi nào. Không phải tôi. Đây là một bức kẻ xấu. Tao muốn mày nha. Thế ra, cái này chưa vào phần mềm khác. Tao biết hết nha. Tao vào điện thoại tao. Bật lên. Nó ở đâu? À, tao thấy mày rồi nha. Ở trong máy. À, ở đâu? Ôi, thế mày bắt được tao ấy. Mày là con quái vật. Cái định cái gì đó. Nó ở đâu rồi? Rồi. À, chỉ được bộ cả xóa nhé. Xóa luôn. Xóa. 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 Chúng ta chưa giỏi chưa? Xóa. Không quan tâm. Và lại mày eSports không? À. Ở đâu ta? Bây giờ ta thấy rồi, ta thấy rồi. Nó lại vào máy tính rồi. Rồi. Vỡ chuột chứ rồi. Vẫn chưa vỡ được rồi. Tao cho mày cái này. Cái này. Tao cũng dây rồi, tao cũng chuột mày lại. Ê. Vẫn chưa vỡ hỏi tao chuột mày lại. Tao dùng súng laser, tao bắn. Đây đi. Đi. Bỏ tao xuống tập này. Mày chết chắc rồi nhá. Vỡ đi. Kỹ thuật hoàn hảo. Có mày lại cái tao cái gì? Tao mày à? Chào. Không được. Làm cho bọt xong quýt. Đẹp chưa? Thấy thế tao dùng mặt tím. Không dùng được tao dùng mặt tím. Rồi tao lấy một lại. Đấy nhanh. Để to cho nó khỏi phá. Được rồi. Rồi. Đập. Thank you.
Zombie apocalypse.